Cá này nãy mình đi đổ vớn rồi cả nhà. Với mấy con cá lóc thì mình gọng rồi, mình bằng mấy con cá nhỏ nhỏ với mấy cá giặt trong vớn đó. Mình khô khô. Ở đây cái mình dính cá dồ nè. Mình đem nấu canh chua luôn, cá dồ nấu canh chua. Rồi cá này thì mình khô khô nè. Giờ mình thắng nước màu luôn nè, mình để cá vô mình kho luôn. Mấy cá sặc với con kiều vàng với mấy con cá dày nhỏ đó. Cá lóc thì mình gọng lại với mình đi mình dính đựng cá dồ, mình ăn cá dồ trước. Này mình để vô miếng đường mình ướp nè, mình có ăn bột ngọt nha cả nhà. Lúc này có chị đó mới khuyên mình cũng nên hạn chế ăn bột ngọt, nó có đường với muối thì bột ngọt giảm lợi, sợ bé nhỏ nó giảm trí nhớ nhiều á, cho nên là mình hạn chế ăn bột ngọt. Mình cho vô miếng nước mắm nè. Để vô ít nước cho xem xét cá cho nó chín cá đó. Mình bắt cái nồi nước lên nè, mình nấu nồi canh chua nha cả nhà ơi. Bữa nay mình nấu canh chua xài nè, mình được ra ruộng mình thấy rau với rau muống nè, rau muống nè nhiều lắm, với xài. Bữa nay mình nấu canh chua xài. Giờ mình thả xài vô nè, mình chụm xài cho nó sôi lên để cho mình dầm mình xài cho nó chua nêm nếm, rồi mình để cá vô. Chảo cá mình cũng được gì nè. Cá thì khô cả nhà ơi, ăn với canh chua. Rau muống nấu canh chua xài chắc chiều nay ăn cơm ngon lắm. Cá cũng khô dữ rồi. Giờ mình để hành với ớt rồi chưa cái xong rồi. Mình để thêm miếng tiêu vô. Ngon quá cả nhà ơi. Giờ chảo cá của mình cũng chín dữ rồi nè. Giờ mình tắt lửa luôn. Mình ra mình coi cái nồi canh của mình. Nồi canh chua xài nó mới lên tim. Mình xài sôi dữ mình để vô miếng đường. Này mình để muối vô nè, đường với muối. Giờ mình vớt xài ra nè, vớt xài ra đặng mình dầm tán nhuyễn ra. Xài mình dầm mình cũng để vô nè. Mình cũng nêm nếm rồi giờ mình để cá vô. Mình thả cá vô luôn. Mình chụm cho nó sôi lên rồi một hồi nữa mình để rau muống vô sau cả nhà. Rồi, canh chua mình cũng chín nè, con cá nó cũng gần chín nè. Mình để rau muống vô. Rau muống tháng này ở ngoài bờ dữ lắm, nhiều mà non. Nồi canh chua cũng chín đây nè, mình nêm vô miếng nước mắm cho nó ngọt. Rồi để hành ngò vô luôn nè, mình để ngò gai với ớt. Ngon quá cả nhà ơi, thơm quá, canh chua xoài ngọt lắm. Với cá kho nè bà chú. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Chào cả nhà em. Mời nhà ăn cơm. Bữa nay vợ mình nó làm canh chua cá dồ nấu với gà muống đồng.
mà hồi sáng mình đi đổ vớn á, do với mình dân nước dính hình quá dính được con cá dồ, rồi đổ vớn được mớ cá sặc với mấy con cá lóc nhỏ nhỏ, rồi vô đâu 4-5 con gắn đó cả nhà, mà đều gắn mình không ăn, cho nên mình giỡn với nó chơi, quay cho nó chơi chút rồi mình thả nó đi rồi. Nên giờ chiều nay là mình chỉ ăn cá dồ nấu chua, nấu bún đồng với cá khô khô, nấu bún đồng là nấu với chua là à, hết sảy luôn nha cả nhà. Mà nó nè, bún đồng nè, có nhà thấy không, nó ngèo ngon, hết ngon luôn, là đúng bài luôn á. Chào, con ngắn, con gắn bông súng mà ngon dữ lắm á. À, mình không ăn súng mà cha đâu có ăn gắn súng đâu mà cha bắt gì. Đà phẩm con với anh Thoánh ăn với anh được ăn bông gắn bông súng mà ngon dữ lắm á cha. Nó ngọt ngọt. Mà dai. Không quá mình chan canh. Con gắn đà phẩm nó đẻ ngày xưa, nó đẻ mấy trứng luôn. Con gắn mình không ăn, cho nên mình thả cho mình không bán luôn. Sau sáng mình bán là cũng được cả 100.000 đó cả nhà. Không bán nữa, hơn nửa ký à. Không ăn là thả nè. Tại vì mình không ăn. Gắn này cũng hiền cả nhà, bông súng với gắn nước. Gắn nước rồi vì mình không giết luôn, còn gắn độc á mình giết thôi, còn mấy gắn thì mình bắt thả chứ. Gắn nước cũng hơi hùng á dạ. Có bông súng nó hiền. Cái cha nè, cá bà cha, cá giò mà cá cha nó hết ngon luôn. Cái giờ ăn cái giờ này không? Không ăn có rồi. Cái giờ cha nó cá bà cha. Cha có được cá bà cha mà. Cá bà cha ăn là không lại cá giò mình đâu. Cái giò này ăn mềm cá lóc đồng mình với cá dê đồ nó không có được bự cả nhà, nhỏ nhỏ không à. Đúng không? Cái ba hình mẹ nấu chín cho. Chín quá ngon luôn. Này lâu nữa mình chưa ăn chua ngon, giờ ăn lại nha. Cái này ăn cay cay ngọt ngọt. Nên là canh chua xòi nó lâu lắm mà không ăn. Giờ tới mùi xòi nó có ăn. Cái mùi xòi nó khi xòi ăn nó cái hậu nó chua mà điều nó ngọt. Cái này là he chua chua. Cô mà ăn hơi mấy chén luôn. Mẹ có cục đó cá cho con đi. Cảm ơn chị. Ngon quá. Rồi cái muối này ăn ngọt. Nó giòn hơn cái bún tàu. Đấy cái giờ cũng còn dám nữa. Nhìn xuống. Cái giờ. Cái nước canh chua này ngọt quá cho con ơi. Ủa ngọt ơi. Ngon quá. Chua. Cho mẹ hơi ngọt đó. Mẹ ăn ngọt đó. Mình cá đầm này là ngon hơn mấy con cá nuôi. Lâu lâu cái mấy mua thịt đồ ăn nha cả nhà. Ít có mua lắm. Nào thèm dữ lắm mà mua. Ê. Ngon quá. Miếng canh này. Ngon, thức thể thì ngon. Cá này con. Này con. Ăn ra muối vô con, ngon quá ngon. Cứ còn mà. Cái cay. Ngon quá. Mà điều nó hơi cay, cay nó mới ngon. Cá lóc này mẹ thích nhất, cá lóc là tô khô. Cũng khoái cái giò. Gì hả? Cái giò khô khô. Ăn cái mồ hôi nó ra nào, mà ăn canh mà đó mồ hôi cái nó được. Nước quá tháng này uống nước không vậy? Một ngày trong mình không biết bao nhiêu lít nước nữa. Con chào ông bợi chú cho. Ông bợi chú hết trên con hai cho cha mẹ con một lao và những cái lên nha. Bà ông bợi chú, ông chào ông bợi chú cho ông bợi chú coi vậy, cảm ơn. Chào cả nhà. Cơm mình ăn nay cũng xong rồi đó cả nhà. Mà cả nhà thấy món ăn của mình thấy đơn giản mà nó ngon không? Cả nhà thấy ngon, thấy mình làm được á, có gì cả nhà bình luận coi ngon ngon mình chỉnh sửa nha. Nếu coi được thì cả nhà cho mình xin một like, còn lượt đăng ký nha nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ.